Chào mừng quý thầy cô và các bạn sinh viên đến với chuyên mục Đồng hành cùng sách do Thư viện truyền cảm hứng Đại học Tôn Đức Thánh thực hiện. Trong không khí hân hoan chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, chuyên mục Đồng hành cùng sách xin phép gửi đến quý bạn đọc quyển sách Người thầy của tác giả Frank Mascott do Hội Nhà văn xuất bản tất gắn liền với những hồi tưởng về trường lớp, nơi chúng ta ít nhất một lần được gắn bó, về hình ảnh học trò, vai diễn mà chúng ta ít nhất một lần được đảm nhận, và đặc biệt hơn hết là nó còn đi sâu, còn mở ra một góc nhìn mới, một khía cạnh mới về những người thầy, người cô, về tâm lý, về suy nghĩ, về cả những yêu thương mà thầy cô dành cho chúng ta mà chúng ta chưa một lần thấu hiểu trọn vẹn nhất. Đọc cuốn sách này thì Linh thấy rằng cách kể chuyện của tác giả rất sống động, hấp dẫn, dễ hiểu, kèm theo đó là một giọng văn hài hước, dí dỏm và vô cùng đáng yêu, làm cho thầy Linh không thể nào ngừng đọc được, cứ mong chờ những tình tiết mới được xảy ra trong cuốn sách. Ngày đầu tiên thực tập, thầy xém bị đuổi vì ăn một mẩu bánh sandwich. Còn ngày thứ hai, thầy bị phụ huynh phàn nàn, bị hiệu trưởng cảnh cáo chỉ vì kể một câu chuyện cười cho lớp. Còn ngày thứ ba, ngày thứ tư, còn hàng ngàn những câu chuyện bi hài khác trong suốt 30 năm làm nghề giáo và cả cái kết trên con đường bụi phấn kia nữa. Tất cả đang chờ quý bạn đọc khám phá đấy nhé. Đặc biệt hơn hết là khi đọc gần hết cuốn sách, Linh có một đoạn rất là ấn tượng muốn giới thiệu đến các quý bạn đọc. Linh xin phép được đọc ở đây. Thầy đã viết: "Tôi đã phung phí những năm tháng đẹp nhất đời mình để dạy dỗ đám choi choai, mồm loa, mép giải. Quãng thời gian dạy học ấy, tôi có thể dùng để đọc hàng nghìn quyển sách. Tôi có thể lang thang khắp thư viện trên con đường 42nd, leo lên hướng này, đi xuống phía kia, ước gì chúng xéo đi cả. Tôi không thấy hứng thú gì cả. Nhưng lại có những ngày khác, tôi nóng lòng lên lớp, tôi sốt ruột chờ ngoài hành lang. Ông Ritterman ơi, nhanh lên, kết thúc bài toán vớ vẩn của ông đi thôi, tôi có mấy chuyện cần nói với học trò." Đọc xong đoạn văn này thì Linh thấy rằng những suy nghĩ về tuổi học trò của chúng ta ngày xưa đôi khi chỉ là suy nghĩ một chiều. Chúng ta cứ nghĩ rằng chỉ có chúng ta là chán nản với những lời la rầy, chỉ có chúng ta là chán nản với một đống bài tập của thầy cô giao cho, mà có bao giờ biết rằng đôi khi thầy cô cũng chính là những người vất vả để thoát ra khỏi những trò tinh nghịch của tuổi học trò. Đồng thời qua đó thì Linh còn thấy được rằng để dạy dỗ chúng ta là cả một quá trình vô cùng vất vả và gian lao. Cũng thấy được rằng tình yêu thương của thầy cô dành cho chúng ta thật là nhiều, có phải không quý bạn đọc? Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 thì Linh cũng xin gửi đến tất cả quý thầy cô một lời chúc sức khỏe và thành công, và hơn hết nữa là gửi đến một lời cảm ơn chân thành nhất. Thì còn chần chừ gì nữa, quyển sách Người thầy đã có mặt tại Thư viện truyền cảm hứng của Đại học Tôn Đức Thắng. Thì Linh xin mời quý thầy cô và tất cả các bạn cùng đón xem tác phẩm này nhé. Còn bây giờ, chuyên mục Đồng hành cùng sách xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau.